nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tuần lễ từ ngày 20 tháng 9 cho đến 24 tháng 9, thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện chiến dịch xét nghiệm thần tốc nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Trong ngày ra quân vào sáng nay, thành phố đã có gần 1.000 tổ xét nghiệm lưu động với gần 3.000 tình nguyện viên là cán bộ sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nhân viên các trạm y tế, ban cán sự, các khu vực công an, bảo vệ dân phố cùng tham gia lấy mẫu xét nghiệm đến tận hộ dân theo phương pháp cuốn chiếu, đi từ tổ, khu vực, không để bỏ sót.